Để đảm bảo người dân thực hiện tốt, ai ở đâu thì ở đó. Những ngày qua, phường Hòa Quý, quận Bình Sơn đã chủ động các phương án để đảm bảo cung ứng lương thực thực phẩm kịp thời cho người dân. Mới đây nhất là điểm bán hàng lưu động giúp thực phẩm đến kịp thời với người dân. Điểm bán hàng lưu động được Ủy ban Nhân dân phường Hòa Quý phối hợp với mặt trận và các đoàn thể triển khai tại trường tiểu học Phạm Hùng Thái. Tại đây, phường sẽ cung ứng các mặt hàng thực phẩm thiết yếu như tôm, cá, thịt và các loại rau để đáp ứng nhu cầu của người dân. Các ban điều hành ở khu dân cư sẽ tổng hợp nhu cầu của từng hộ dân rồi đến địa điểm này để nhận hàng chuyển về cho người dân. Thứ nhất là đảm bảo giãn cách 5K. Thứ hai nữa là thấy cái việc cho dân, bà con nhân dân thì rất đảm bảo và hoàn rất đảm bảo chất lượng. Để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân thì phường Hòa Quý đã chủ động tìm nguồn cung ứng các mặt hàng thực phẩm thiết yếu, đảm bảo chất lượng và giá cả phù hợp. Qua triển khai thì đến nay đã có gần 2 tấn thực phẩm bao gồm cá, thịt, trứng và rau củ quả được chuyển đến kịp thời cho người dân từ điểm bán hàng lưu động này. Về cái nguồn cung thì cơ bản là trên địa bàn phường đã có một số mặt hàng, ví dụ như là tôm, rồi cá diêu hồng, rồi rau muống, còn lại riêng cái hàng cá tươi và thịt thì có nhà cung cấp từ Quảng Nam. Theo thống kê, phường Hòa Quý có hơn 6.100 hộ dân với khoảng 22.000 nhân khẩu. Cùng với việc triển khai các mô hình mới để kịp thời cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân, thì đến nay phường cũng đã tiếp nhận và cấp phát kịp thời hơn 67 tấn rau củ quả cho người dân, cấp phát hơn 43 tấn gạo đến 8 khu dân cư. Các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn cũng đã được hỗ trợ kịp thời. Ngoài ra, phường cũng đã kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ thu mua hơn 23,5 tấn rau muống và hơn 5 tấn tôm đến kỳ thu hoạch của nông dân địa phương.